Mở đầu cho bản tin thế giới là bản tin cho biết Thái Lan đã bắn hạ tay súng cuồng sát khiến hơn 20 người thiệt mạng. Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Bộ Y tế của Thái Lan Onuthin Chavinrakul đã xác nhận lực lượng an ninh đã bắn chết thủ phạm thực hiện vụ xả súng tại thành phố Nakhon Ratchasima. Trên trang Facebook, ông Onuthin đã viết lời cảm ơn cảnh sát và quân đội đã chấm dứt tình trạng vừa qua. Kẻ xả súng đã bị bắn chết. Trước đó, một sĩ quan cho biết 9 dân thường được di tản khỏi trung tâm thương mại và lực lượng an ninh đang kiểm tra xem còn ai mắc kẹt bên trong hay không. Cũng theo tin từ CNN, kẻ thực hiện vụ tấn công tại Nakhon Ratchasima hôm 8 tây tháng 2 được cho là kẻ có cuộc tranh cãi về đất đai, sau đó nổ súng bắn hai cá nhân người Thái Lan. Cảnh sát thành phố cho biết trung sĩ Jakapat Thoma đã nhiều lần cãi vã với hai người khác do tranh chấp về đất đai. Hai người này gồm một binh sĩ và một thường dân đã bị Jakapat bắn. Hiện nay chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai nạn nhân này thế nào. Trong ngày thứ Bảy, Jakapat đã nổ súng ở nhiều địa điểm, mở đầu là ở một ngôi nhà, sau đó là tại doanh trại quân đội, trước khi tấn công vào trung tâm thương mại Terminal 21. Trong đêm thứ Bảy, cảnh sát Thái Lan đã bao vây trung tâm thương mại Terminal 21 sau khi tay súng cố thủ ở bên trong. Sau khi lực lượng an ninh bắn chết hung thủ, hàng trăm người đã được giải cứu. Theo cập nhật mới nhất của cảnh sát Thái Lan, trong vụ tấn công của trung sĩ Jakapat Thoma vào trung tâm thương mại, thì có ít nhất 26 người thiệt mạng và 57 người khác bị thương, với 10 người đang ở tình trạng nguy kịch. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết việc điều tra vẫn đang diễn ra và cảm ơn công chúng đã hiến máu cứu người trong lúc khẩn cấp. Ông cũng giải thích việc lực lượng an ninh mất nhiều thời gian để hạ tay súng, nói rằng họ cần tuân thủ mọi biện pháp phòng vệ cần thiết khi tiến vào một trung tâm thương mại rộng lớn.